Hương lại về thêm được một mẫu, hai mẫu xe nhé, đều là Kia Morning biển D. Biển D là gì? Tức là đăng ký hai chỗ ngồi ạ. Trước mắt khách hàng đây là một chiếc xe Kia Morning với cửa tiền hơn 200 một chút thôi, đời 2013. Kia Morning van 238 triệu này. Còn bên đây em còn một chiếc nữa này, cũng chỉ có 205 triệu thôi. Kia Morning van đều là số tự động và là nhập khẩu cho em. Còn bây giờ thì em sẽ quay chi tiết để khách hàng nhà mình cùng nhìn cho em này. Hai chiếc xe Kia Morning van này số tự động đều có thể chở người, chở hàng, hai vợ chồng đều đi ok cho em nhé. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết này này, các bác nhìn cho em này. Hai chiếc xe Kia Morning số tự động đều là bản nhập khẩu nhé. Những bác nào mà quan tâm về Kia Morning van thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Nếu như khách hàng nào mà có quan tâm về vấn đề như là xe Kia Morning mà đặc biệt là đăng ký hai chỗ ngồi, hay là gọi yêu là chiếc bán tải siêu mini này, thì hôm nay em Hương về thêm được hai chiếc xe Kia Morning van. Điểm chung của em nó đều là Kia Morning đăng ký hai chỗ ngồi, nước sơn màu bạc và đều là đến từ quê hương bánh đậu xanh thân yêu nhé. Trước mắt khách hàng là một chiếc xe Kia Morning van đời 2013. Em này là nhập khẩu này, có đèn halogen, có đèn phá xương và cũng có luôn cả đèn gầm này. Em đang bán chiếc xe này với giá là 238 triệu, động cơ trang bị 1.0, xe đăng ký hai chỗ ngồi ạ. Các bác nhìn này, bộ lốp còn đẹp như thế này, la răng này, phanh đĩa đầy đủ cho em. Đăng ký đăng kiểm của em 2013 này còn đến tháng 8 2022. Và với mỗi một mẫu, bất kỳ một mẫu xe nào mà khi mua bên em Lê Hương ô tô Hải Dương thì em đều cam kết với khách hàng nhà mình là gì ạ? Không đâm xô, không ngập nước. Hôm nay em về thêm một cặp song sinh van thì em đều quay luôn nhé, quay một lúc hai chiếc xe luôn để khách hàng nhà mình có sự lựa chọn này. Một chiếc là 238 triệu, một chiếc là 205 triệu với cái cửa tiền hơn 200 là có xe đi rồi. Đi gia đình ok đầy đủ cho em này. Đấy, màn hình đã có rồi nhá, ghế da zin, từng con ốc nhỏ nhất thì em Hương cũng quay luôn. Đây là em đang quay chiếc 238 triệu, 238 triệu đây ạ. Hàng ghế thứ hai các bác nhìn đây, hàng ghế thứ hai của em này nó như một cái giường đơn, như một cái giường luôn. Các bác có đi du lịch này, đi câu cá này, hoặc các bác nào mà làm về vấn đề điện lạnh này, hoặc là vợ làm chủ shop quần áo mà đi lấy hàng thì để rất là nhiều đồ cho em này. Đây móc khóa này, bộ la răng quá là chất luôn. Em này thì cái phần gương kính phía sau thì sẽ là quay tay này cho em nhé, quay tay như thế này. Còn gương kính phía trước thì sẽ là chỉnh tự động cho em. 238 triệu đời 2013, số tự động bản nhập khẩu đẹp đây ạ. Đấy, các bác nhìn rõ không ạ? Tất cả những đường dập lổ cho thân xe cực kỳ sắc nét luôn. Gương kính thì liền đời theo xe. Mua xe bên em thì em cũng cam kết là không bị phạt nguội này, hồ sơ pháp lý đầy đủ rồi. Và không đâm xô, không ngập nước, đấy là điều chắc chắn nhé. Em này khoang cốp hàng ghế thứ hai nó như một cái giường, nên các bác nào mà làm về vấn đề nhìn mùa nắng này, các bác mà chở điều hòa đi lắp cho khách thì đây là quá là một sự lựa chọn rồi đúng không ạ? Hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng rãi, phía dưới cái hàng ghế này thì cũng có cho em đầy đủ lốp sâu cua, cũng như là dụng cụ tăng kích lốp còn đầy đủ cho em. Vì là một cái tay em cầm điện thoại, một tay em nhấc lên nó hơi khó. Đây ra rồi, lốp sơ cua còn đẹp nhá, thiết kế đây ạ, không khác gì một cái giường. Chở tủ lạnh máy giặt đều ok cho em này. Phía sau thì có cái bộ đôi thụt của cái laptop rất là rộng rãi luôn, rất là dễ dàng nhẹ nhàng này. Bấm đinh tán còn hai bên còn đẹp như thế này, không có hề một lốt nào là bị mất này. Các bác nhìn cho em này, keo chỉ zin nắp cốp, đây là đời 2013 nhá. Phía sau chiếc xe van này của em thì có một cái cam lùi và bốn mắt cảm biến va chạm, đèn gầm có, đèn báo giã rẽ chân cao cũng có luôn. Đây là tổng thể các bác nhìn này, tổng thể form dáng của em nó này, tổng thể form dáng đây ạ. Ốp mạ chrome này, ốp đẹp chân kính rồi, mở cửa nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động cọt kẹt này. Đây các bác này, quay tay như thế này, em này thì đời 2013 nhưng thiết kế của van mà chủ yếu là chở hàng nên cũng không cần thiết là phải hạ cửa kính đúng không ạ? Đây là cửa kính sẽ là quay tay nhá. Màn hình giải trí có này, và có cho em cả đồng hồ trong xe luôn. Đây các bác nhìn, cụm đồng hồ thiết kế cực kỳ to bản sắc nét này. Em này 1.0 siêu tiết kiệm nhiên liệu này. Có một cái đồng hồ này, chìa khóa đây, sấy sưởi kính này, lấy gió trong ngoài đầy đủ cho em ạ. Ô tô mà, điều hòa thì mát lạnh, táp lô không hề bị mòn bóng luôn. Đây giáp ly cũng vậy luôn, hai kính trước là cụp chỉnh hai kính trước là hạ tự động như thế này, gương kính auto cho em rồi. Keo chỉ zin cánh cửa luôn nhá, kể cả là móc khóa đinh tán này còn đầy đủ cho em, móc khóa này, từng con ốc nhỏ nhất này, sticker cũng vậy luôn, còn đẹp cho em.
Đây là toàn bộ chi tiết về chiếc xe Kia Morning Van biển D đăng ký 2 chỗ ngồi đời 2013, giá chào bán 235 triệu, cam lùi có, cam hành trình có, màn hình giải trí có luôn, cảm biến va chạm cũng có luôn, không thiếu một cái gì luôn ạ. Bản này là 1.0 đời 2013. Dù là quay hai chiếc xe cùng một lúc thì em cũng cố gắng này, mở hết lắp cabo này, mở hết lắp cốp này, để quay cả khoang động cơ máy móc các bác nhìn này, sạch sẽ và khô ráo đúng không ạ. Thảm chống nóng giảm nhiệt này, tích cơ nhà sản xuất còn nguyên nhá, keo chỉ zin lắp cabo, ụ giảm chấn giảm sóc, tai đèn hai bên không hề bị biến dạng đâu ạ. Vừa rồi thì em đã quay một video chi tiết về chiếc xe Kia Morning Van số tự động đời 2013, 238 triệu ạ. Bên cạnh nó thì em còn có một chiếc xe Kia Morning Van nữa này, cũng đăng ký 2 chỗ ngồi, nước sơn màu bạc. Nước sơn màu bạc đây ạ, đăng ký biển D nhá. Có đèn halogen, có đèn phá xương, có đèn gầm đầy đủ. Em này thì lên bộ la răng mâm như thế này, các bác nhìn mâm này, cực kỳ chất chơi luôn. Bánh trước đây, phanh bên trong này, lốp còn cực đẹp cho em luôn. Đăng ký 2 chỗ ngồi. Em này thì đời 2011, đời thấp hơn 2 đời và giá cũng rẻ hơn, 205 triệu. 2011 số 11 là chỉ số vuông kính liền đời theo xe. Em này thì được có một bộ ghế da là kết hợp giữa đen và đỏ là cực kỳ sắc nét này, cũng là số tự động cho em. Em này thì chưa lên màn hình to như em kia, bé hơn nhưng có đầu DVD nghe nhạc giải trí cho em. Sấy kính đầy đủ nhá, túi khí an toàn này, vô lăng này, thiết kế là hai chấu này, cụm đồng hồ sắc nét luôn. Bản này cũng là bản 1.0. Táp ly thì đẹp căng luôn. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay này, keo chỉ zin bốn cánh cửa này. Nói chung là đăng ký 2 chỗ ngồi sẽ phù hợp hơn các bác nào chở hàng nhé. Chở người thì đôi khi nó hơi bị hạn chế, nếu như con dưới 16 tuổi thì còn ngồi được, chứ nếu như con trên 16 tuổi thì không ngồi được con ở phía sau đâu ạ, nó sẽ bị bắt đấy ạ. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Kể cả gioăng cửa nhé, đẹp căng luôn, ôm trọn phần cánh cửa này, ốp hết cả phần này. Lẹp chân kính này. Hàng ghế của em này thì khác em kia, em này thì cũng thiết kế ghế 5 chỗ ngồi như bình thường. Đó, nhưng vẫn để đồ để hàng được, các bác gập xuống như thế này. Gập xuống thế này, nó cũng là một cái hàng ghế như thế kia. Gập lên sẽ là hàng ghế hai ngồi, còn như thế này cũng giống như một cái giường đôi cho em đây ạ. Vì em nó sinh ra là để chở đồ nhá, em này thì lên trần da 3D rồi. Đấy, nó sinh ra là để chở đồ, nên là nó sẽ thiết kế làm sao mà để được đồ, tủ lạnh vừa vừa này. Quan trọng là điều hòa máy giặt này. Mà các bác, những bác nào mà vợ làm chủ shop quần áo này, hoặc các bác nào làm cơ khí cũng ok, em nghĩ cũng ok nếu như những cái vừa vừa bé bé. Hoặc là giặt chăn ga gối đệm thì quá là tuyệt vời luôn. Phía sau của em này thì không có bốn mắt cảm biến va chạm như em kia. Em này thì không có mắt cảm biến va chạm, nhưng mà đèn hậu phía sau và đèn gầm thì giống y xì nhau này, có đèn báo rẽ trên cao. Hai xe thì em đều cam kết là không đâm xô, không ngập nước. Em này trần zin rồi, trần bọc da 3D rồi. Ghế da đây các bác này, cũng là quay tay, cái hàng ghế thứ hai cũng là phải quay tay để hạ kính nhá. Nhà sản xuất lại thiết kế như vậy thì em cũng không hiểu là như thế nào, nhưng mà thiết kế của họ như vậy rồi. Keo chỉ zin nắp cabo, keo chỉ zin nắp cốp đầy đủ luôn. Đây ạ, các bác nhìn được form dáng của em nó đây. Một cặp Kia Morning Van luôn. La răng này, dàn lốp rất là đẹp luôn. Hơi phải quay tay một chút để hạ kính này. Đó, nhưng bù lại táp ly đẹp, keo chỉ zin luôn. Có cả vỉ chắn mưa các bác nhé, có cả vỉ chắn mưa. Ghế da hai màu, có túi khí an toàn. Đây em ngồi vào đây. Đây các bác nhìn này, bên trong khoang động cơ điều khiển đây này, cụm đồng hồ đây, thiết kế này cực kỳ rõ ràng. Cảnh đây, đèn trần nhé, hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Trần da 3D, táp lô thì đẹp căng luôn. Sấy sợi kính đấy, gió trong ngoài đầy đủ cho em cần số đấy ạ, còn đẹp này. Phanh tay đây, có một cái cổng sạc 12V và có một cái cốp phía trước như thế này cho em. Còn bây giờ thì em sẽ mở ra lắp cabo, động cơ, hay còn gọi là trái tim của chiếc xe nhá. Chiếc xe này em đang bán là 205 triệu. Dù là 205 hay là 238 thì em đều cam kết là không đâm xô, không ngập nước, và hứa là sẽ rút hồ sơ để khách hàng nhà mình đi không bị vất vả này. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe đây ạ. Khoang động cơ của chiếc xe Kia Morning Van đời 2011 em đang bán là 205 triệu đây. 1.0 số tự động nhập khẩu này. Ụ giảm chấn giảm sóc các bác nhìn cho em này. Ụ giảm chấn giảm sóc đây ạ.
bác còn có thể nhìn thấy được cả bút chấm sơn QC nhé. Sticker nhà sản xuất này. Đây, bấm đinh tán này, keo chỉ zin cánh cửa này, em Hương quay rất là chi tiết rồi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên một video rất là chi tiết về mẫu xe, hai mẫu xe Kia Morning nhưng mà đăng ký biển D, van 2 chỗ ngồi bên em. Giá chào bán chiếc Kia đời 2013 nhập khẩu, số tự động 238 triệu, động cơ là 1.0. Bên đây thì là Kia Morning van đời 2011 nhưng cũng là số tự động. Đời 2011 động cơ cũng là 1.0. Nhấc máy lên và gọi cho em ngay khi mà các bác nhìn thấy video này của em mà đang có ý định mua xe nhé. Kia Morning van đăng ký 2 chỗ ngồi, hotline của em là gì ạ? 0354602790. Địa chỉ showroom bên em Hương là gì? 51 Thanh Xá Nên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.